Chào các bạn, đây là video số 4 trong series video hướng dẫn SEO cho người mới bắt đầu. Và video này thì mình sẽ tiếp tục nói về hai nội dung, đó là tối ưu hình ảnh cho website và sử dụng các thẻ heading cho website. Đầu tiên thì các bạn, mình sẽ nói về phần tối ưu hóa hình ảnh. Phần tối ưu hóa hình ảnh này thì các bạn, khi các bạn thiết kế website thì để hiển thị hình ảnh, các bạn dùng thẻ IMG ở trong HTML, các bạn nên có thuộc tính ALT dùng để mô tả cái hình ảnh này. Nó sẽ hiển thị khi mà website của bạn cái hình ảnh này bị lỗi, và search engine cũng dựa vào thẻ ALT đấy và thẻ title để của cái thuộc tính ALT và thuộc tính title của thẻ IMG để nhận diện cái nội dung của hình ảnh. Cái này thì các bạn có thể tự động điền, ví dụ như trong một bài tin tức thì cái tiêu đề của tin tức chính là thường người ta sẽ đặt là thẻ ALT, hoặc là trong phần nội dung của bài viết thì họ sẽ đặt theo cái nội dung bức ảnh. Thì như vậy nó sẽ, khi mà các search engine rồi họ tìm kiếm hình ảnh thì sẽ dễ hơn. Và nếu như hình ảnh chứa các liên kết thì thuộc tính ALT thì giống như các anchor text ở trong trong bài viết. Nó chỉ khác là anchor text kia là hình ảnh click vào text link, còn bây giờ là click vào hình ảnh. Lưu trữ trong các thư mục, lưu trữ hình ảnh trong các thư mục có tên chính xác và tên, ví dụ như là thư mục image, thư mục picture chẳng hạn, thì nó sẽ có tác dụng phân loại đối với search engine tốt hơn. Tên ảnh cũng vậy, tên ảnh ví dụ như tên ảnh thì các bạn không phải là đặt pic 1, pic 2 mà các bạn sẽ đặt theo tên giống như là tên của cái tiêu đề bài viết hay là như nào đấy, mình để mình có thể giúp cho search engine tìm được theo tên ảnh. Và cái công cụ thường, công cụ Google Image Search, họ sẽ tìm theo tiêu đề, theo thẻ an, hoặc là theo theo thuộc tính an, hoặc theo thuộc tính title. Tên file ảnh, đây là cách đặt tên file ảnh, các bạn nên đặt tên ngắn và đầy đủ nội dung của hình ảnh, cung cấp thuộc tính ALT, cung cấp một image sitemap. Cái này thì các bạn dùng tool nó gen ra image sitemap ở trong cái website của bạn, thì các search engine sẽ tối hóa được cái phần, nó sẽ cũng là một bản đồ chỉ dẫn cho các hình ảnh ở trong website. Tiếp theo là phần xử lý các thẻ heading. Các thẻ heading này thì nó sẽ bao gồm từ H1 đến H6. H1 là quan trọng nhất, và trong mỗi một trang trong website thì các bạn nên có tối thiểu ít nhất một thẻ H1. Các nội dung còn lại ít quan trọng hơn thì sẽ giảm dần từ H2 đến H6. Tuy nhiên là để tốt, SEO tốt nhất thì các bạn nên mỗi trang sẽ có một thẻ H1. Cái thẻ H1 đến H6 này nó có tác dụng đánh dấu cái cấu trúc của trang. Cấu trúc của các bạn có thể là một bài viết, một trang, thì trang HTML thì sẽ bao gồm những nội dung nào quan trọng nhất thì để xuống H1, sau đó từ H2 đến H6 thì nó sẽ giúp cho search engine thì đánh dấu được bộ cục cấu trúc của cái nội dung trang đấy. Như vậy nó sẽ có thể tối ưu được cái phần nội dung, và search engine cũng biết tiêu đề của trang là gì hay nội dung chính của trang là gì. Và trước khi các bạn viết bài, các bạn nên phát thảo trên giấy, ví dụ hay trước khi thiết kế website các bạn cần là bao nhiêu thẻ hit ở trong đấy, thì những cái nội dung nào đặt trên thẻ hit nào thì bạn nên có kế hoạch những cái điều đấy thì nó sẽ tốt hơn. Tránh dùng những thẻ heading ở trong các thẻ như thẻ nhấn mạnh, thẻ em hoặc thẻ strong. Tránh chuyển từ thẻ heading này sang thẻ heading khác, giảm, tức là sử dụng số lượng heading hợp lý, không được dùng nhiều quá mà không nên không có. Đây chính là hai nội dung mà trong cái video số 3, số 4 này mình hướng dẫn. Thì trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn về các thủ thuật còn lại về SEO. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm.